Chào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với PowerPoint 2210 nhé, những phần lý thuyết của nó. Cách nào để mình chọn bố cục cho slide? Đã chọn gồm tiêu đề và nội dung các bạn. Tiêu đề thì tiếng Anh gọi là title, and nội dung thì tiếng Anh gọi là content. Thì đáp án chính xác phải là câu A thôi nha. Thì trên cái câu này có những cái mà bạn chắc là bạn sẽ không có ấy. Chọn bố cục cho slide là cái gì? Chọn bố cục cho slide chính là cái này nè các bạn. Bạn new slide thì đây nè, đây là những cái mình để chọn bố cục cho slide nè. Chúng ta có title slide, tức là slide trình chiếu với title đây nè, title slide thôi. Tức là cái tựa đề của cái bài trình chiếu mình. Title content là tựa đề và nội dung. Section header tức là một cái phần nhỏ, cái nội dung tức là mình đi vô cái phần nhỏ. To content tức là title and to content. Comparison tức là mình có sự so sánh giữa hai cái gì đó, và title only blank. Content with captains vân vân. Nếu bạn thấy content là ở đây, captain ở đây, content là ở đây, title ở đây, captain ở đây, vâng. Nó thì đáp án chính xác chúng ta sẽ là câu còn A, bố cục đó. Bạn biết bố cục rồi đúng không? Nó new slide mà chúng ta chọn bố cục cho nó. Câu 2 trong chương trình PowerPoint thì chức năng animation dùng để làm gì? Animation dùng để định dạng hiệu ứng cho đối tượng trên slide. Còn kiểu lật trang thì nó chính là gì bạn? Transition nha. Giao diện cho slide gọi là theme ha. Animation chính là hiệu ứng nhảy. Trong PowerPoint 2010 thì home line spacing tức là gì các bạn? Line là gì hàng? Spacing là khoảng cách. Line spacing có nghĩa là gì? Khoảng cách giữa các hàng, các dòng nha. Còn khoảng cách giữa các đoạn thì khác nha các bạn, là paragraph spacing nha. Đây, trong cái tab home nè các bạn, ví dụ như tôi tạo title and content đi, xin lỗi các bạn. Tôi tạo title and content đi ha. Trong content tôi đánh bất kỳ gì đó. Thì cái này nè, đây là một hàng, đây là hàng thứ hai, đây là hàng thứ ba. Bây giờ tôi sẽ chọn hết này. Tôi vào line spacing nha, tôi vào line spacing là trong tab home. Tôi sẽ chọn đây nè, cái chỗ này nè. Đây nè, line spacing nè các bạn. Bạn rê chuột lên, bạn thấy line spacing là specify the line spacing to you á. Tôi sẽ chọn nè. Nếu mà tôi chọn 3 là khoảng cách giữa các hàng nó rất là lớn ha. Đó. Còn cái thằng paragraph spacing á, bạn phải vô cái này. Bạn phải vô này. Bạn phải có cái đoạn văn nữa, có đoạn văn nữa thì nó mới có paragraph spacing. Paragraph là gì? Là một đoạn văn, là một cái cụm nhiều hàng. Nhiều hàng. Còn cái này là khoảng cách giữa các hàng nha. Line spacing là khoảng cách hàng, còn paragraph là một đoạn nhiều gồm nhiều hàng thì nó chỉ có before hoặc là after thôi nha. Before là trước đó, tức là khoảng cách giữa các đoạn paragraph với nhau, khoảng cách so với trước đó, so với paragraph trước là nó dài hay nó ngắn, và after nó cũng vậy. Bạn hình dung được ha. Rồi, trong 2010 PowerPoint 2010 thì có bao nhiêu nhóm hiệu ứng chuyển đổi các trang slide các bạn? Bao nhiêu nhóm hiệu ứng chuyển đổi? Quá là dễ. Có 3 nhóm nha. Transition chứ, xin lỗi bạn. Có 3 nhóm. Bây giờ xin lỗi bạn. Đây. Chúng ta sẽ có là Subtle, Exciting và Dynamic Content. Chúng ta sẽ có 3 nhóm. Và tương tự như Animation, chúng ta sẽ có nhiều nhóm hơn. Chúng ta sẽ có là nhóm Entrance, Emphasize, Exit và Motion Parts. Chúng ta sẽ có 4 nhóm bạn. Chúng ta sẽ có 4 nhóm, còn 5 này là không phải làm trong các nhóm animation, nhóm hiệu ứng. 5 này là chỉ chọn để làm chi? Để xóa cái hiệu ứng đó thôi nha. Nó animation thì chúng ta có 4, còn transition animation. Bạn đọc đi. Transition là mấy đọc mấy cái? Đọc 3 cái thì nó có 3 nhóm thôi. Transition là đọc 3 cái, 3 nhóm là 1 2 3 nè. Còn animation là đọc mấy lần? Animation là 4, 1, 2, 3 và motion phát là 4. Ok, ta sẽ chọn là nhóm hiệu ứng là animation thì ta sẽ chọn là 4 nha. Hiệu ứng chọn chuyển đổi giữa các trang, xin lỗi bạn. Chuyển đổi các trang nha, chuyển đổi các trang thì ta chỉ có 3 nhóm thôi. Rồi, trong PowerPoint transition, này là transition. Trong PowerPoint 2010 thực hiện thao tác nào để lựa chọn nhiều slide không liên tiếp trong một presentation? Một presentation, bây giờ tôi nói bạn, presentation là cái này.
Presentation là tập hợp nhiều cái slide ha. Presentation là một cái bài trình chiếu. Trong bài trình chiếu thì nó có gồm nhiều slide. Ví dụ như tôi muốn chọn slide 1 với slide 3, tôi đè nút gì? Tôi chọn với slide 1, tôi đè nút Control để chọn 3. Tôi vẫn giữ Control, tôi chọn 5, 7 à, là không liên tiếp đó các bạn. Ha, chúng ta sẽ kích chọn như một slide và giữ phím Control thực hiện kích chọn các slide tiếp theo ha. À, đó, mình thích chọn slide nào thì mình giữ Control, còn bạn giữ nút Shift thì chắc quen rồi ha. Chúng ta chọn tất cả những slide giữa hai thằng đó luôn. Phát biểu nào đây là đúng nè? Trong PowerPoint thì chúng ta chỉ có thể lít chuột để chuyển đổi các hiệu ứng là trang hay hiệu ứng của các đối tượng. Bạn phải chỉ có thể lít chuột đúng không? Câu này là hoàn toàn dĩ bạn. Hoàn toàn sai nhá. Không chỉ có thể lít chuột là sao? Chúng ta làm gì? Ta không chỉ lít chuột nha. À, sai ở chỗ đó ha, sai chỗ đó. Chỉ có thể lít chuột là sai. Chúng ta có thể có cách khác đúng không? Chúng ta có thể là auto, auto sau 3 giây nó sẽ tự nhảy trang. Trong PowerPoint chúng ta có thể thiết lập thời gian chờ âm thanh hiệu ứng lật trang một cách hiệu ứng đối tượng chính xác nha. Chúng ta chỉ có thể thay đổi theme một lần là bậy nè. Cái này là hoàn toàn sai nha. Chúng ta có thể thay đổi theme nhiều lần mà. Đúng không? Chúng ta có thể thay đổi theme nhiều lần. Câu này đúng, mình có thể cài đặt âm thanh luôn. À, âm thanh. Chúng ta có thể cài đặt thời gian âm thanh để cho nó tự lật trang. À, chúng ta coi thử ha. Ví dụ tôi vô transition tôi chọn cái này. À, tôi chọn cái này, encoder gì đó ha. Rồi, thì tôi có thể chọn sao âm thanh cho nó. Tôi có thể chọn là pre. Rồi, bây giờ tôi sẽ vô slide 1 nè, tôi nhấp một cái. Đó, bạn bạn nghe cái tiếng gió không? Tiếng gió khi mà tôi lật từ trang 1 sang trang 2 ấy, trang 2 á. Đó. Đó. Lên luôn. Rồi, 27. Trong PowerPoint 2010 để đặt mật khẩu cho file hiện tại thì chúng ta làm gì các bạn? Ồ, quá dễ. À. Đây, chúng ta vô file cell. Ở file ở cell protect presentation and encrypt password ha. Ta vô file nè, chúng ta không có info ha. Chúng ta không có info ở trong này. À, chúng ta chỉ có cell hoặc là xin lỗi bạn, nó nằm ở information rồi, chết ra tôi rồi. À, chúng ta sẽ vô file và chọn cái mục information nè, protect presentation nè và chúng ta encrypt password nè. Chúng ta sẽ khóa file này lại với bắt mật khẩu. Như vậy là khi mà khóa khai mật khẩu là sao? Là mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ có hai kiểu khóa bạn. À, mình khóa mà người ta mở file mình lên á, người ta mở file lên người ta coi được. Người ta muốn chỉnh sửa người ta phải có mật khẩu. Hoặc giả là người ta muốn mở file lên coi thì người ta sẽ có cái mật khẩu. À, muốn coi được file đó phải có mật khẩu. Chúng ta sẽ vô cái mục info ha, quan trọng là cái thằng info nè. Protect registration và encrypt with password, còn cái tab home thì chắc chắn rồi. Không có ha. Trong PowerPoint 2010 thì hiệu ứng chuyển đổi các trang clock thuộc nhóm nào sau đây? Chuyển đổi các trang á các bạn, các trang clock á là trang đồng hồ á. À, các trang kiểu đồng hồ đó thì chúng ta sẽ coi thử coi. À, sai cái này thì tôi cũng không ấy nữa. Ta vô transition nè, chúng ta sẽ chọn ha, chúng ta coi thằng nào clock đâu, clock đâu đây, exciting các bạn ơi, exciting exciting á nha, nó nằm ở nè clock nè, clock exciting nè. Ôi chết cha, nó hỏi kiểu này chắc tôi cũng bó tay quá. Thì mà gặp câu này mà không mở được cái phần mềm PowerPoint chắc tôi cũng không biết chọn luôn á. Exciting ha. Nhưng mà lỡ mình học cái thằng clock này rồi thì mình nhớ nó luôn đi nha các bạn. Mình nhớ nó luôn. Rồi mình lỡ nhớ rồi mình nhớ luôn là kết phép food wine with nè, là nó nằm ở trong subtotal nè. Subtotal nè. À. Còn nếu mà bạn muốn tôi dịch cho bạn á, không dịch cho bạn á, subtotal tức là gì? Là nó phân nhỏ ra, nó phân nhỏ ra. Còn exciting á là nó tạo ra một cái hiệu ứng mà rất là exciting, rất là các bạn nhìn qua những cái loại hiệu ứng nè, nó rất là đẹp mắt, exciting. À, clock là đồng hồ, nó sẽ quay theo chiều đồng hồ vân vân. À, khá là đẹp. Còn dynamic content á là những cái content này nè, nó sẽ nhảy ha. Tôi cũng biết nữa, tôi đâu có xài nhiều tôi biết. Rồi trong câu 29 thì PowerPoint 2010 thì cách nào để nhân đôi một slide đã được chọn các bạn? Để nhân đôi một slide được chọn các bạn chọn gì? Kích chiều phải vô slide chọn duplicate là nhân đôi nó. Nhân đôi là sao? Nhân đôi là sao? À, nhân đôi tức là copy một cái slide y chang slide đó. Ví dụ tôi muốn slide 4 y chang slide này, tôi nhấp chiều phải tôi duplicate nó ha. Tôi nhấp chiều phải duplicate thì hai slide này giống nhau. Giống nhau vậy á, tôi có thể sửa này lại ha, mấy cái này tôi có thể giữ nguyên đúng không? Bạn có thể duplicate nó. Duplicate ha.
Còn bạn new delete là không đúng ha. Bạn nhân đôi mà. Câu 30, bao boy hay là 10, cách nào dùng để xóa hiệu ứng chuyển tiếp slide bạn? Xóa cái hiệu ứng chuyển tiếp á, chúng ta sẽ vào transition và chúng ta chọn chọn nông. Transition và bạn có thể chọn nông, hoặc là animation bạn cũng có thể chọn nông ha. Transition chọn nông, animation cũng chọn nông để mình xóa cái hiệu ứng á. Để chuyển đoạn văn được chọn sang chữ in hoa thì ta dùng tổ hợp phím gì các bạn? Quá dễ các bạn, phím Ctrl F, F mấy? F, F, F không biết, hình như là Shift F3 hay nhiêu á. Ta thử ha, ta Shift F3. À, Shift F3 nữa các bạn, ta Shift F3. Shift F3. À, Shift F3 thì tao có ba cái lựa chọn. Đầu tiên á là bình thường tất cả, viết hoa chữ đầu. Viết hoa tất cả Shift F3 đó. Tôi nhớ nhớ. Shift F3 nha, Shift F3 đó nha. À. Nha 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 nha, Shift F3 nha. Bạn bấm thử đi. Bạn chọn vô cái khung này nè. Ý là bạn muốn cái gì? Tôi muốn là Shift F3 cái này. Người ta chọn vô nó trước cái đã thì tôi mới làm được, đúng không? Hiệu ứng chuyển đổi cách trang Orbit thuộc nhóm nào slide? Ôi chết tôi rồi. Orbit hả? Chuyển đổi trang Orbit hả? Chắc đi thi mình cố gắng mình rình rình mình mở cái này lên mình coi mới biết chứ. Đây Orbit là bạn Dynamic Content các bạn ơi. Orbit nè. Rõ ràng mình cũng không biết Orbit nó nằm ở đâu thiệt. Trong PowerPoint hay lớp 10 cách nào để xóa một slide? Nhưng mà mình lỡ mình học Orbit rồi thì mình nhớ Orbit luôn. Orbit là Dynamic đó. Bit là mid đó. Bit Orbit bit là mid đó ha. Là Dynamic đó. Trong PowerPoint hay lớp 10 cách nào để xóa một slide đã được chọn các bạn? Thôi nhấp chuột phải chúng ta sẽ delete slide đó. Trong PowerPoint hay lớp 10 phần mở rộng của tên file là nhóm ký tự nào? BBTX nha. Rất là dễ. X nha. Tất cả Word, Excel, PowerPoint đều có chữ X đằng sau hết. Trong PowerPoint thì tổ hợp nào dùng để in Ctrl B nha, phần mềm nào cũng Ctrl B để in cả. Trong PowerPoint hiệu ứng chuyển đổi giữa các sáp thuộc nhóm nào slide các bạn? Chuyển đổi trang sáp nè. Trang sáp tôi cũng biết, tôi mở rồi tôi coi. Sáp thì nằm ở subtotal các bạn ơi, subtotal nè. Subtotal. Thôi, những câu mày này thì mình phải thuộc nữa bạn, sáp thì subtotal nè. Dynamic thì orbit nè. Và cái thằng còn lại là thằng clock á, thì nó nằm ở exciting á, exciting clock á. Trong PowerPoint 20 cách nào dùng để sao chép một slide đã được chọn các bạn? Sao chép một slide chúng ta sẽ chọn là vào slide và copy. Sao chép mà cái này sao chép thì mình sẽ copy, còn khi mình dán nó ra thì mình mới xài paste các bạn. Mình sao chép thôi là mình còn trên C á, mình copy nó thôi, nhấp chuột phải và chọn copy. Trong PowerPoint để xóa bỏ hiệu ứng trình diễn tối thượng được chọn thì chúng ta sẽ chọn animation và chọn nông, mình xóa bỏ cái hiệu ứng ha, xóa bỏ hiệu ứng. Trong PowerPoint tổ hợp nào dùng để thêm một trang slide các bạn? Ctrl gì? Ctrl N, chúng ta sẽ tạo một cái slide mới ha. Đây qua đây nè, tôi sẽ bấm Ctrl N. Là tôi sẽ tạo một cái presentation mới. Ơ dạ xin lỗi bạn. Phải bấm Ctrl M mới đúng. Ctrl M thì tôi sẽ tạo một cái slide mới các bạn. Còn khi bạn bấm Ctrl N á là nó sẽ new một presentation luôn. Tao bấm Ctrl N nè, nó tạo một cái presentation mới luôn. Còn bạn muốn tạo một cái slide mới bạn Ctrl M. Ctrl M. Rồi. Và nó sẽ tạo nằm đâu? Ví dụ tôi 6 nằm đây, tôi tạo nó sẽ lên xuống dưới. Ví dụ tôi 4 đây, Ctrl M thì sẽ nhảy xuống dưới. Tôi 6 Ctrl M thì sẽ tạo lên trên này một thằng. Ok ha. Ctrl M, câu này tôi lỗi rồi, lỗi kỹ thuật nha. Trong PowerPoint 2010 có mấy nhóm hiệu ứng đối tượng trên slide? Nhóm hiệu ứng cho các đối tượng ha. Các bạn nhớ trang á, thì transition đọc 3 cái thì nó là 3 nhóm, còn animation đọc 4 cái 4 nhóm. Hết. Chào các bạn.